Xin chào các bạn, tên tôi là Quân Nguyễn. Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài mới, gọi là Blender. Blender là gì? Blender là một phần mềm để bạn thiết kế 3D trong hoạt hình hay là 3D game. Thậm chí bạn có thể làm phim trong 3D luôn. Blender là một phần mềm miễn phí, nên rất có nhiều người sử dụng nó. Nếu bạn nào muốn biết về thêm Blender thì bạn hãy vô youtube.com user device entertainment. Trong đây có một bạn Việt Nam tên là Nguyễn Hiểu Hoàng Nguyên đã trình bày rất nhiều về bài cơ bản về Blender. Hay là bạn vô YouTube rồi bạn tìm cho Blender cơ bản, bạn sẽ thấy khoảng chừng 10 tới 20 bản về Blender. Trong video này thì tôi không muốn lặp lại hay là nói về cơ bản, mà tôi sẽ lặp lại cái bài trước mà tôi làm Rotating Cube với Tree.js. Bây giờ tôi sẽ lặp lại với Blender. Nếu bạn nào để ý, một công nghệ rất là nóng bỏng bây giờ gọi là 3D Printing, nghĩa là bạn in 3 chiều. Hiện tại thì bạn chỉ in được 2 chiều trong giấy thôi, nhưng mà trong năm nay hay năm tới bạn có thể in ra 3 chiều. Những vật mà bạn in ra 3 chiều thì lúc đầu thì có vẻ là đơn sơ, nhưng mà từ từ thì nó sẽ tối tân lên. Nên là nếu mà muốn in 3D thì bạn phải cần một cái phần mềm nào để bạn vẽ 3D. Thì cái Blender thì nó rất tốt cho việc về 3D printing. Một việc tôi muốn nói nữa là Blender mới là khác 3GS là sao? 3GS cũng làm về 3D, nhưng mà 3GS thì xài programming, nghĩa là bạn viết lập trình, bạn xài JavaScript và HTML. Còn Blender đó thì bạn dùng con chuột rồi bạn bấm nút. Thật ra bạn cũng không có cần biết về lập trình, nhưng mà bạn có con mắt về nghệ sĩ một chút cũng là được rồi, và cần cù một chút. Một việc cuối tôi muốn nói đó, bây giờ thì tôi đơn giản về WebGL và 3GS, tại sao tôi phải mang Blender vô. Lý do là Blender có thể tạo ra cái kiểu mẫu 3D, và tôi sẽ lấy cái kiểu đó tôi nhập vô 3GS. Chẳng hạn như là Blender có thể làm máy bay 3D, hay là người 3D, hay là bất cứ vật gì 3D. Tôi có thể xài 3GS mà tôi vẽ, nhưng mà nó là rất là phức tạp. Nên Blender đó thì nó, tại vì mình vẽ trực tiếp nên nó vẽ lẹ hơn. Trong bài này đó thì tôi sẽ lặp lại bài trước tôi đã làm về Rotating Cube Fixes Image. Trong bài này thì tôi có một cái cube và tôi có để 6 hình và tôi sẽ quay nó. Đây là phần mềm của Blender. Khi bạn mới mở Blender ra, bạn sẽ thấy nó giống như vậy. Bạn sẽ có một cái cube. Và trong bài này thì tôi sẽ để hình trong cái cube này và tôi sẽ quay nó. Việc đầu tiên tôi muốn làm là tôi muốn làm cái cube này lớn hơn. Tôi lựa cái cube này bằng con chuột tay phải. Và tôi sẽ bấm chữ S. Và tôi bấm số 2 là tôi sẽ làm cái cube lớn lên 2 lần. Và tôi bấm Enter. Việc kế tiếp tôi muốn làm đó là tôi muốn đổi Edit Mode qua Edit Mode để tôi sửa này. Và vì tôi muốn để hình mỗi cạnh của cái clip này có mỗi hình, nên tôi bấm cái Face này. Việc kế tiếp là tôi muốn mang hình vô. Tôi quên, bạn phải bấm Structure. Rồi tôi sẽ làm một cái window mới. Và trong window này đó thì tôi sẽ mang hình vô. Tôi sẽ bấm nút này và tôi sẽ bấm vô UV Image Editor.
và tôi sẽ đi lấy hình, tải hình vô đây. Đấy, bạn thấy hình mấy gói dài, nếu bạn để ý đó, bạn sẽ thấy nó đã vô đây rồi. Bây giờ thì tôi đã xong một mặt và tôi sẽ làm mặt khác, và tôi bấm nút chuột bên tay phải và tôi sẽ để hình trong mặt này. Tôi qua đây Image, tôi Open Image và tôi sẽ lấy Image xuống, lấy chữ Bến Thành. Và bạn phải bấm U Unwrap, bạn sẽ thấy hình vô đây. Nếu mà bạn để ý đó, bên đây nó tối tại vì đây là ánh sáng. Nếu mà tôi muốn làm bên này sáng đó thì tôi phải mang ánh sáng này qua đây. Bây giờ tôi muốn copy ánh sáng này qua bên này thì tôi phải đổi Edit Mode qua Object Mode và tôi lựa ánh sáng này, và tôi muốn copy thì tôi bấm Shift D. Bạn thấy không? Tôi copy ánh sáng qua đây, bên này nó sáng liền. Và tôi sẽ quay coi con bên nào tối nữa tôi để luôn. Bên này tối thì tôi shift đi là copy nữa. Đó, bạn thấy nó sáng. Shift đi. Coi nhớ luôn. Shift đi. Nào. Sáu mặt đều sáng hết rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tải hình xuống cho mấy mặt khác. Việc đầu tiên tôi sẽ làm đổi Object Mode qua Edit Mode. Tôi có thể bấm đây vô Edit Mode hay là tôi bấm tab. Lựa rồi bấm tab ra Edit Mode. Và lựa mặt này. Và qua đây. The Image. Open Image. Để Hạ Long xuống. Đây bạn thấy Hạ Long đây. Này lựa lựa mặt này Image Open Chùa Hương, lấy Patusai bên Lào cũng được. Tôm bấm view. Mặt này Image Open Image. View. Còn mặt cuối này thì tôi có thể xài lại hình cũ. Bạn giữ con nút chuột ở giữa để bạn quay. Bây giờ 6 hình đã xong rồi. Việc kế tiếp tôi sẽ làm là tôi sẽ quay nó. Muốn làm cho cái clip này nó quay đó thì tôi sẽ lựa cái frame 1 tới frame 30, là frame 40 đây cũng được. Và frame 1 tôi nói là cái vị trí, tôi bấm end là 00 hết đây bạn. Và tôi sẽ bấm i Lock Rotation. Và kế tiếp tôi sẽ làm frame 40. Và tôi sẽ quay nó theo chiều Z. Tôi để số mấy cũng được. Chiều 250 đi. Và tôi sẽ Lock on Rotation. Vậy đã xong rồi. Bây giờ tôi thử bấm này thử quay coi.
nó quay không đều. Muốn quay đều thì mình phải qua bên này, bấm Graph Editor. Rồi bạn bấm Key Interpolation Mode Linear. Bây giờ thì tôi đang quay nó theo chiều Z. Thí dụ tôi muốn quay theo chiều X, chiều Y nữa. Thì tôi sẽ ngừng nó. Và tôi tới frame 40. Bấm Enter. Và lúc nãy quay chiều Z đây. Đây tôi sẽ đổi X số gì cũng được. 100. 200. À, bạn nên nhớ là keyframe, hay là bạn bấm keyframe insert, hay là bấm i đây cũng được, lock rotation. Bây giờ thì nó sẽ quay ba chiều luôn. Việc kế tiếp nó thì tôi muốn nó không những quay vậy mà nó đi lên đi xuống rồi quay. Đầu thì tôi ngừng nó và tôi sẽ nói tới frame 1 0 đây. Thì bấm I lock location, rồi lại tôi trở lại tới frame 40 và tôi đổi sẽ đổi chiều Z đây lên 10 nữa thôi. Bây giờ thì tôi lock location. Đấy. Vừa lên vừa quay xuống. Bạn thấy nó quay lên xuống, nó biến xuống đây. Chắc tôi sẽ đổi lại nó lên xuống từ từ. Muốn nó lên xuống từ từ đó thì tôi sẽ vị trí cái Z này nó của 0, 40 nó sẽ giống nhau. Đây tôi để 40. Tôi đổi lại 0. Và tôi sẽ lock nó. Lock location in. Còn ở giữa thì tôi sẽ làm lúc chỗ 20. Frame 20. Frame 20 thì tôi để bây giờ sẽ đến 10 đây. Tôi sẽ lock location chỗ này. Thử coi. Bạn thấy nó lên nó xuống, nó lên nó xuống. Tôi vừa trình bày xong bài Rotating Cube with Blender. Nếu bạn để ý đó thì bạn thấy đó, tôi chỉ bấm nút thôi. Tôi không có viết lập trình gì. À, thật ra khi mà bạn mới đầu xài Blender, bạn có rất là nhiều nút, bạn sẽ ngỡ ngàng. Nhưng mà thiệt ra bạn chỉ biết khoảng chừng 20 nút là bạn có thể làm được sơ sơ được rồi. Trong Blender hiện tại đó thì nó có rất là nhiều kiểu mẫu để cho bạn bắt đầu vẽ. Nếu mà bạn mà muốn vẽ riêng cho mình thêm gì mà Blender chưa có đó thì bạn có thể xài Python. Blender viết bằng Python, thì nếu mà bạn học Python thì bạn có thể viết thêm cho bạn và cộng add on thôi vô Blender làm cho bạn phần mềm của bạn tối tân hơn. Đây là mấy cái hotkey mà tôi nghĩ là khi bạn bắt đầu học thì bạn coi. Tôi đã trình bày xong bài Rotating Cube with Blender. Xin hẹn các bạn trong bài sau.